Chào các bạn. Bây giờ hơn 6 giờ tối các bạn ạ. Mình ra mình kiểm tra cái lô ruối thường mực dâm hội đồng xem như thế nào. Mấy hôm ấy mình dâm một mớ. Không biết tình hình nó là đây. Mình sẽ để điện thoại, cái điện thoại đây. Mình kiểm tra xem nó mọc chưa. Bởi thời tiết gần đây rất là ấm áp, ẩm ướt nữa. Cho nên mình hy vọng nó đã mọc rồi. Nhưng nó mọc vào hội đồng nhiều như thế thì bây giờ mình cũng xử lý luôn. Đồng thời mình xử lý luôn cái cây, cái ruối ở ngoài kia. Đằng nào nó nhú bởi mình che mãi thì nó cũng yếu. Mà đời trời vừa đang mát mẻ. Mình dỡ ra, mình kiểm tra.
Con ơi, con, bố nghe rõ hết đấy. Cái này nó đều nhũ lọc hết. Như qua hôm kia mình dỡ ra cho nó bị héo lọc các bạn ơi này. Đấy, héo lọc. Đấy, héo. Mình dỡ ra mình để một ngày xong mình không chưa phủ lại nó héo nhá. Cho bây giờ mình sẽ che lại. Đều nhũ hết các bạn nhá. Cây nào nhũ đây này. Đấy. Cây to nhũ, cây non non. Đấy. Nhưng mình bỏ ra một buổi, giường trời rất mát nhưng mà bỏ ra nó vẫn héo nhé các bạn nhé. Cho khi nào chúng ta bỏ chăn ra thì chúng ta phải chùm lại, phải che đậy. Bây giờ mình sẽ che đậy lại cây này, còn cây kia mình che sau, mình không quay nữa. Đầu nhú xong nó để bỏ ra một hôm nó héo. Nó héo này. Đấy. Cành này bánh tẻ nhú trước còn nhú dài rồi, nhưng bỏ ra nó héo mất. To nhất là khó nhú nhất, mình phải nhú này. Đây, mình lại cập nhật lại cây hôm cây mình đào cây dáng thực trực đây, thẳng. Mình bỏ ra, mình không che đi nông, mình che lưới đen thôi. Cây héo, tuy nhiên một thời gian nó lại mọc khỏe lại. Còn cây này bây giờ là ok rồi. Lọc này lọc hồng nhá, rất đẹp nhá. Lọc hồng rất đẹp. Cây này mình trồng dưới đất. Mình để khá nhiều cành tán cổ, cây cao lớn. Cây để cao này thường hay chết lắm. Đặc biệt các bạn mà tiếc cái cây mà các bạn bấm dăm thiên nhiên, tự nhiên các bạn còn lấy hết thì nó rất là khó trồng. Nên cây này mình đã xong. Còn số cây mình trồng dưới đất đây, à trồng dưới trong chậu bằng cát đây.
Bước cây kia mình sẽ xử lý. Tuy nhiên mình sẽ bọc cả ni lông nhé. Mình bọc cả ni lông.
Điện thoại. Hết pin rồi. Mình đang làm thì hết điện các bạn ạ. Đây, mình chùm xong ni lông. Xong mình trăng lưới đen. Điện bây giờ còn